Đây là lễ hội âm nhạc và khinh khí cầu thường niên vào mùa hè lớn nhất ở Bắc Mỹ. Năm ngoái, lễ hội này đã bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19 bùng phát. Tôi đã sống ở Flemington, New Jersey 13 năm và chưa bao giờ thấy khinh khí cầu nào ở sân sau của mình. Tôi rất phấn khích khi bất ngờ nhìn thấy chúng từ hiên nhà sáng nay. Khinh khí cầu đã hạ cánh an toàn và tôi cảm thấy rất vui. Du khách cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động giải trí, thủ công, thưởng thức nhiều món ăn truyền thống địa phương và trải nghiệm những màn trình diễn độc đáo khác.